Vâng ạ, chào toàn thể các bác. Sau rất nhiều ngày mà cháy hàng thì hôm nay hàng về rất là nhiều, nhất là đặc biệt với những cái bác mà đang chờ những cái chiếc lan để làm lồng chim như thế này. Đấy thì bác nào có nhu cầu thì bác nào muốn mua thì alo trực tiếp tới shop qua cái đầu số điện thoại 0396084453 hoặc là 0376253516 nhé các bác nhé. Đấy, đấy là hai cái đầu số điện thoại mà bên shop luôn túc trực. Đây là cái loại lan mà 2,5, 2,3 dành riêng cho bác là làm lồng chim, nên là theo nguyện vọng của bác shop lại nhập về cái số lượng rất là nhiều với cái loại lan mà chưa cắt ra bao nhiêu centi đó mà để cả cuộn như thế này để về các bác làm lồng chim sao cho nó tiện nhất. Thứ nhất là vậy, thứ hai thì dành cho các bác chuyên đi bẫy cò với bẫy vạc thì đây là cái loại lan mà bên shop cắt sẵn, nhờ các anh em ở trong công ty cắt sẵn. Là cái chiều dài của lan nó sẽ là 50 phân và cái lan này là lan 23 nhé các nhá. Đấy. Hàng về là số lượng cũng không được nhiều cho lắm, nên là bác nào mà có nhu cầu thì các bác alo trực tiếp và nhanh chân nhanh tay để điện đến hai cái đầu số điện thoại mà shop vừa giới thiệu ở trên để các bác đặt hàng. Bên cạnh những cái sản phẩm về lan, que bẫy cò thì bên shop cũng cung cấp cả keo và cò giả. Đây là cũng đang kéo keo đóng cho các bác đây. Keo bên shop thì là keo loại 1 này, các bác nhìn nhé. Keo hàng chuẩn loại 1, keo pro đấy ạ. Đây các bác nhìn đây. Lên sức này mới kéo được cái keo ra như thế này. Cực kỳ là dính. Và bảo hành với các bác keo bên shop là đánh trời mưa trời nắng thoải mái nhé các bác nhé. Đấy, không phải trời mưa trời nắng. Các bác ví dụ như rất nhiều các bác là mới chơi, các bác chưa biết sử dụng về cái dòng keo này thì qua clip này em cũng gửi lời chia sẻ dành cho các bác mới tập chơi. Ví dụ như là các bác đang thắc mắc bảo là khi mua keo về cách bảo quản như thế nào này, để được bao nhiêu lâu và khi các bác cuốn vào keo rồi thì có để nữa hay không, thì em xin giải đáp từng cái một. Thứ nhất là keo này bảo quản rất là dễ nha các bác nhé. Các bác chỉ cần để vào nơi khô ráo thoáng mát thì các bác có thể sử dụng 3 đến 7 năm. Đấy. Và những cái keo mà các bác cuốn vào keo rồi, que rồi thì khi các bác đi đánh mà chưa dính lông cỏ ấy, về các bác lại cất vào ống. Đấy, bảo quản làm sao mà ruồi muỗi dĩ nó không bị dính vàng, nó không bị bẩn keo. Đấy, sau khi ngày hôm sau hoặc là vài bữa sau các bác muốn đi đánh tiếp, các bác lại cầm cả ống keo ra thì các bác cắm bình thường. Các bác không phải tuốt keo ra để cuốn lại keo mới. Nhất thiết là không phải như thế nha các bác nhé. Đấy, đây là rất là tiết kiệm keo. Một cân keo này thì các bác có thể cuốn được từ 800 đến 1.000 cây que. Đấy. Thường ngay trước thì các bác hay đánh que tre. Que tre hay là những bác có thể lấy những cái dọc dừa để vót que. Thì thứ nhất là vót bằng que đấy thì nếu mà các bác vót nhỏ quá thì nó sẽ gãy, dễ bị tua. Thì các bác cuốn keo, tách keo ra. Thế còn những cái que nhựa nan cáp quang này thì đảm bảo các bác là khi các bác sử dụng nó không bị gãy que, không bao giờ bị gãy que, trừ khi các bác lấy kéo hoặc là các bác lấy dao chặt mới gãy được. Đấy, cái thứ nhất là như thế, cái thứ hai là ví dụ như với kích thước của cái que như thế này thì nó ngụy trang rất là tốt. Thường thì những cái que tre thì các bác phải để tầm 3 ly, nhưng mà nói về độ dày dặn nó tầm 3 ly. 3 ly như vậy mà khi các bác cuốn keo vào nó sẽ lên gần 3,5 ly, rất là to, có rất là khôn, nhìn cái này nó sợ nó chạy ngay. Thì các bác sử dụng cái que vừa tầm như thế này, 2 ly 1, 2 ly 3 thì các bác quấn keo vào nó lên 2,5 là vừa. Các bác đi đánh thì là ngụy trang tốt nhé. Bây giờ thì em sẽ cầm thử một cái que xem cái độ dẻo dai cứng nhé. Cầm cho con một cái que 2 ly 3 này. Đây, ngay đây. Vâng. Đây nhá, cái độ cứng rất là cứng, uốn. Bẻ hai đầu rồi. Đấy. Chạy. 3.000 nhá. Chấp que tre một mắt ạ. Rất là dẻo và cũng rất là cứng. Đây. Hàng nguyên bản em sẽ quay gần cho các bác xem. Đây là que 2 ly 3 nhá các bác nhá. Đấy, các bác nhìn luôn, kỹ luôn 2 ly 3. Que 1 ly 7 thì bây giờ em sẽ quay cái que 1 ly 7 cho các bác xem là cái kích thước của nó như thế nào.
so sánh luôn các bác, que ly 7 và que 2 ly 3. Đấy. Đây nhá, các bác quan sát này, đây là que 2 ly 3 này. Đấy, đây que 2 ly 3, còn đây là que ly 7 này. Đấy, nó nhỏ gần như là cái tăm ấy. Đấy, các bác quan sát nhé. Đây. Đây là que 2 ly 3. Cái loại que vừa phải. Đấy, bác nào có nhu cầu về cái dòng như thế nào thì shop cũng đều cung cấp nhé. Nhiều bác sử dụng que ly 7 thì các bác bảo bé như que tăm như này, mỏng cho veo này, đánh làm sao được. Đây thì các bác lại sử dụng que 2 ly 3 rất là nhiều. Nhiều bác ở chê que 2 ly 3 hơi to. Nên là cái này theo nhu cầu của các bác. Bác sử dụng que nào thì các bác alo trực tiếp tới shop để được đặt hàng và tư vấn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác. Rất mong các bác sẽ theo dõi những cái sản phẩm về keo cò đồ với chim đêm bên shop. Thì các bác ấn luôn đăng ký kênh và đỏ bên góc phải màn hình để tiếp tục theo dõi những cái video clip mới nhất mà shop up lên. Thì khi các bác muốn xem những video clip mới nhất mà shop up lên thì các bác hãy ấn luôn đăng ký kênh và ấn vào cái nút thông báo hình quả chuông. Thì các bác sẽ là người đầu tiên nhận những thông báo mới nhất mà bên shop khi có cái clip mới. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác. Bác đau lưng quá. Bác đau lưng rồi.